cuốn sách mang tên Việt Nam Liên Xô, giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam, Hội nghị Paris vừa được ra mắt. Tác phẩm cho chúng ta thêm một pho sử liệu quý giá về những trang sử đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam và một lần nữa tô thắm thêm quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt-Nga. Diễn biến của Hội nghị Paris từ năm 1968 đến năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã trở thành chủ đề Tâm điểm của nhiều diễn đàn dư luận trong nước và thế giới trong giai đoạn đó. Chặng đường hơn thế kỷ đã đi qua, nhưng dư âm và những bài học giá trị của sự kiện Hội nghị Paris và kết quả là hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 vẫn luôn in sâu trong những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Thực hiện những kế hoạch hợp tác của cục văn thư và lưu trữ nhà nước Việt Nam và cơ quan lưu trữ Liên bang Nga, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 biên soạn cuốn sách Việt Nam Liên Xô giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam, Hội nghị Paris. Nội dung cuốn sách đã góp phần tạo nên một bức tranh sinh động về Hội nghị Paris nói chung và Hiệp định Paris nói riêng, mang đậm dấu ấn tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh, đồng thời là mốc son lịch sử của ngoại giao cách mạng Việt Nam.